Vâng, em Hà xin kính chào tất cả các bạn yêu lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay em lại lên cho các bác những giò lan đẹp để cho các bác sưu tầm nhé. Em vẫn là Hà ở thành phố Lai Châu nhé. Đây này các bác này, địa lan Mạc Xuân nha các bác nhá. Đây các bác này nhìn hoa đẹp chưa? Hoa thơm lắm các bác ạ, hôm nay em ngửi thấy thơm lắm. Để như này thấy thơm lắm. Cái giò này nó được có 9 bông hoa này nhá các bác nhá. 9 bông hoa. Mà nụ vẫn còn nhỏ như thế này cũng có rất nhiều nhá các bác nhá. Ở giữa này cũng còn rất nhiều. Đấy, hoa đây. Đẹp nhá. Một giò địa lan Mạc Xuân như thế này em bán cho các bác với giá là 500.000 đi. Cho giò số 1 nhá. Đây này các bác này. Một giò chồn to như thế này. Cây to nhá, cây to nhá các bác nhá. Đấy. Một giò chồn như thế này thì bác nào lấy thì em để cho là đây, to như thế này mà. Đấy. Các bác nhá. Em để cho các bác với giá là 400.000 nhá. 400.000 đâu. Đó. Cho các bác về chơi. Cho giò số 2. Số 3 là giá hương đuôi chồn tiếp này các bác này. Đấy, giá hương đuôi chồn nhá. Một giò như thế này, cao to đẹp dai. Em bán cho các bác với giá là 280.000 nhá. 280 nhá. Cho giò số 3 nhá. Số 4 này, các bác này mầm thì siêu nhiều luôn. Các bác ạ. Đấy, mầm thì siêu nhiều. Đây, đang có nụ rồi nha các bác nhá, đang có sừng nụ rồi đấy. Đây, đã sừng nụ rồi. Một thân vàng ươm luôn nhá, thân vàng ươm luôn nhá. Em bán giò đùi gà tròn Lai Châu như thế này. Em bán cho các bác với giá là 220.000 nha. 220.000 nha các bác nhá. Cho hình số 4. Số 5 này. Cái này là kim điệp xuân nha các bác nhá. Nó đang nhú nụ đây rồi này các bác này. Đang nhú nụ rồi. Đấy. Nó đang nhú nụ như thế này thì gửi nó an toàn hơn nha các bác nhá. Gửi nó an toàn hơn. Nó không như nụ dài rồi. Nếu mà nụ dài là kiểu gì cũng bị hư một ít. Như nếu mà nụ ngắn như thế này thì nó không ảnh hưởng gì. Em bán cái giò kim điệp xuân như thế này cho các bác với giá là 250.000 nha các bác nhá. 250.000 nha. Cho hình số 6. Số 7 đây các bác này. Một cái cây cáo như thế này. Lá thì gần, chắc phải được gần 5 sen đấy các bác ạ. Ôi cũng được 5 sen này. To phết này. Đó. Một cái cây cáo mẹ con như thế này nha các bác nhá. À, em nuôi thì nó lại tự nhiên lại không nhăn nữa. Nên là em bán cho các bác với giá là 800.000 nha. 800.000 nha. Mẹ con nha. Cho giò số 7. Số 8 này. Một cây chồn này. Đấy. Đấy. Đây nhá. Chồn nhà em đây nha các bác nha. Bác nào lấy cái giò này em để cho là 320.000 các bác nhá. 320.000 nhá. Cái cây giò này là cũng được 6 cặp lá rồi. Đó. Cho hình số 8. Số 9 này. Đây nhá, kèn nhà em nó đang sưng tí nụ nụ giờ này. Đấy, đây này.
bốn thân hoa nha các bác nha, bốn thân hoa như thế này, bốn thân hoa như thế này nha các bác nha, đang sưng nụ rồi. Bác nào lấy thì em gả cho là 700.000 nha, 700.000 nha, bốn thân hoa nha. Cho hình số cho là số 9 nha. Số 10 này các bác này. Một thân kèn hoàng thảo kèn Lai Châu, cây này thì lại nguyên bản nha các bác nha. Đó. Một thân kèn như thế này bác nào lấy thì em để cho là 300.000 nha. Một thân kèn thôi, 300.000. Cho hình số 10. Quay nốt hôm nay xong là em cho ra vườn để lúc nào có hoa thì mời các bác ngắm nhá. Đây là một cái giò đen dâu trắng như thế này. Đây, các bác nhìn đây, gai nó nhiều chưa? Gai nó nhiều chưa? Mà dài chứ. Đấy. Một giò đen dâu trắng như thế này, đen dâu xuân trắng nhá, toàn bộ thân hoa hết các bác ạ. Đấy. Em bán giò này cho các bác với giá là 2 triệu nha. Cho hình số 11. Số 12 này. Đấy, cả một năm ngoái em còn không cho một cái tí giá thể nào luôn mà vẫn lên được như thế này. Các bác nhá, vẫn lên được như thế này. Cái này nó cũng đang sưng nụ rồi nhá các bác nhá, đang sưng nụ rồi, nứt ra rồi, nguyên bản em buộc ở đây đâu. Em bán cái giò này cho các bác nhá, có một thân thôi mà thân của mẹ của nó tím lịm luôn này này các bác này. Đấy. Em bán cái thân kèn hoàng thảo kèn Lai Châu như thế này cho các bác với giá là 250.000 nha các bác nhá, 250.000 nha. Cho hình số 11. À, số 12. Đây, bác nào lấy cái thân kèn này, như năm nay nó vẫn ra hoa bình thường nha, nhưng nó bị gập đây này, nó nặng ấy, nó bị gập. Năm nay nó ra cho các bác với giá hai mầm gốc luôn, hai mầm gốc luôn, để như này chơi hoa bình thường nha. Em bán giò này cho các bác với giá là 250.000 nha, 250.000 nha. Cái thân này nó ra hoa bình thường, nó chỉ bị gập thôi. Đấy. Được hai mầm gốc nhá. Em bán 250.000. Cho hình số 13. Số 14 này. Một cái giò dâu rồng như thế này mà không được 400 nghìn là em không bán luôn nha các bác nha. Không bán luôn. Một dề mà nguyên cái trên này là toàn bộ là mà thân non luôn nhá các bác nhá. Nguyên một tật trên này là một toàn bộ thân non. Cái này là thân già. Kể cả các bác về các bác lấy cái thân già này các bác cắt đi. Các bác sao lên uống bệnh chữa bệnh teo não nha các bác nhá. Uống uống xong có khi lại thông minh hơn. Cho hình số 13, à 14. Đây, số 15 này các bác này. Ba cây trầu nha, ba cây trầu nha. Nó chỉ được có 7 cái nụ, 7 cái nụ nha các bác nha. Cây giữa này được hai bông, cây ngoài này cũng được hai bông. Bác nào lấy giò trâu như thế này em để cho là 350.000 nha, 350.000 nha. Đó, các bác về các bác cứ cho vào chậu cho em là ok nha. 350.000 nha, 7 cây 7 bông hoa nha. Em hết chậu rồi nên là em chưa cho vào thôi. Cho giò số
15, 16 này. Cây giữa này là được 3 bông này. Cây cạnh này thì được 1, 2, 3 bông. Cây ngoài này thì lại được 4 bông luôn nha các bác nha. 4 bông luôn. Một giò trâu to như thế này, bác nào lấy thì em để cho là 500 nghìn. 9 bông hoa nhá, 9 bông hoa nhá, 500 nghìn nha. Như thế này, các bác về các bác cho vào chậu cho em là ok. Cho giò số 16 nha. Đây nha các bác nha, một cái giò này là kiều tua nha các bác nha. Đây, nụ hết đây rồi này các bác này. Thân nào có nụ rồi. À. Đấy. Một giò kiều tua như thế này, bác nào lấy thì em để cho là 150.000 nha các bác nha. 150.000 nha, một giò kiều tua như này nha. Cho hình số... mười tám. Số 19 nè các bác nè. Một giò dáng hương đuôi tròn như thế này các bác nha. Một giò dáng hương đuôi tròn như thế này thì em để cho các bác với giá là 380.000 nha. 380.000 nha. Đấy, 380.000 đó. Rẻ như không bao giờ rẻ các bác ạ. Cho hình số 19. Số 20 này các bác này. Đấy, một giò tròn như này nhá. Em quay chậm cho các bác để các bác nhìn nhá. Bác nào lấy thì em để cho là 180.000 nha, 180.000 nha, để giải quyết giải phóng cho nó rộng vườn nhá. Nó đang chặt vườn quá. Cho giò số 20. Số 21 này, một giò hồ điệp nha, hồ điệp nha các bác nha. Đấy, cái này nó chỉ như cái dép thôi các bác ạ, to hơn cái dép tí. Hai bông hoa như thế này nhá, hồ điệp nhá. Em bán cái cây này cho các bác với giá là 280.000. 280.000 nhá, một cây hồ điệp đại nhá. Hoa nó dài cả mét các bác ạ. Cho giò số 21. Số 22 này các bác này, một cái giò quý tím như thế này. Bác nào lấy thì em để cho là 170.000 thôi các bác nha, 170.000. Một giò quý tím như này, 170.000. Cho hình số 22. Bán cho nó vui đi mà. Số 23 này các bác này, một cái giò dáng hương tam bảo sắc như thế này. Đấy. Bác nào lấy thì cái giò này thì em để cho là 250.000 nha. Tam bảo sắc nhà em là nó đang sưng nụ hết như thế này này, nên là em cũng không đếm đâu, vì là nếu mà đếm nó mất thời gian nhiều lắm các bác ạ. Thôi bác nào lấy em để cho 200.000. 200.000 nha. Cho hình số 23. Số 24 này. Hoa thì siêu nhiều nha các bác nha. Hoa thì siêu nhiều này. Đấy. Và cái mầm gốc đây nha. Mầm gốc đây nha các bác nha. Cũng là siêu nhiều luôn. Cái này hàng này em mới trồng nha các bác nha. Các bác lấy cái video ngày nào các bác phải nói với em nha. Video mới, video cũ nha.
không gửi nhầm hết cả hàng, xong đến lúc lại quay đầu mệt hết cả người. Em bán giò hoàng thảo u lồi như thế này nha các bác nhá, em bán cho các bác với giá là 250.000 nha, 250.000 nha. Cho hình số 24. Số 25 này. Em chỉ có 3 cây giáng hương tam bảo giác. Các bác nhìn đằng sau nó đã xếp như này rồi, mà nhìn đằng trước thì nó lại còn đẹp nữa nha các bác nhá. Đấy, một cái giò giáng hương tam bảo sắc như thế này em bán cho các bác với giá là đấy 600.000 nha, 600.000 nha. Cho hình số 25. Đây nha, em bán cái giò giáng hương đuôi cáo như thế này. Đấy, có 5 cây nha các bác nha, có 5 cây nha. Cái loại này thì em mới trồng thôi nhưng nó chạy dễ hết rồi đây này các bác này. Đó, em bán cái giò giáng hương đuôi cáo như thế này cho các bác với giá là 300.000 nha, 300.000 nha, 5 cây nha. Năm nay các bác vẫn chơi hoa bình thường nha. Cho hình số 26. Số 27 này, giá hương tam bảo sắc giống thôi các bác ạ. Đấy, một giò như thế này em bán cho các bác với giá là 180.000 nha, 180.000 nha. Cho hình số 27. Cái này bán rồi. Đây các bác này, một giò giáng hương đuôi cáo nó to như thế này các bác nhá, to như thế này mà nhiều cây như thế này, được có 8 cây thôi. Bác nào lấy cái giò này nhá, em bán cho các bác với giá là 800.000 nhá, 100.000 một cây thôi. Như nó lại cho giò số 29 nhá. Số 30 này, một cái giò cáo như thế này. Đấy, có 4 cây rồi các bác nhá, 4 cây thôi. Như cây nó đẹp nha, này các bác ơi, có một cây đẹp này, cây xuất sắc nha. Một cái cây cáo, một cái giò cáo như thế này, bác nào lấy thì em để cho là 400.000, 400.000 nhá. Cho hình số 9 nha. À 29 nha. Đâu 230 rồi. Số 30 nha, 400.000. Số 31 này, hai cái cây cáo nguyên bản như thế này. Lá thì sóng tôn nha. Xếp rụt rịt nha. Nguyên bản từ rừng. Em bán giò này cho các bác với giá là 600.000 nha, 600.000 nha. Cho hình số 31. Số 32 này, hai cây cáo như thế này, nguyên bản từ rừng. Đấy, em bán giò này cho các bác với giá là 500.000 nha. Cho hình số 32. Số 33 này. Đấy, giáng hương đuôi cáo 3 cây. Em bán giò này nha cho các bác với giá là 280.000 nha. Cho hình số 33.
Em lấy cái giò quế tím này cho các bác ạ. À, quế trắng tháng 8 này. Siêu VIP luôn. Nhìn cây nó đẳng cấp lắm các bác ạ. Đây, một cái giò đây. Như thế này. Nó đẹp nhá. Đấy, dễ em trồng nó đỉnh cao chưa? Một cái giò quế trắng như thế này bác nào lấy thì em để cho là 1.400.000 nha. 1.400.000 nha, đây nó to như này này. Đấy, đẹp nha. Cái gỗ này thì gần như là không bao giờ hỏng được nên là các bác yên tâm nha. Cho giò số 33. Số 34 là quế trắng tháng 8 nhá. Số 35 này, có một cây có hoa này. Hai cây có hoa này. Đấy. Có hai cây có hoa và bốn cây nó là không có hoa nha các bác nhá. Một cái giò cẩm báo như thế này. Bác nào lấy cái giò như thế này em để cho là 300.000 nha. Cho giò số 35. Số 36 này được 9 bông hoa nha các bác nha, 9 bông hoa nha. Bác nào lấy giò này em để cho là 600.000 nha, 600.000 nha. Cho giò số 36. Lấy cái giò đen rỗ Úc này. Đây này. Đó. Đây, bác nào muốn lấy cái giò đen rô nha, đen rô Úc nha các bác nha. Đây này, nụ đây này. Đấy, nụ đây nha. Nụ rất nhiều luôn này, các bác này. Một giò đen rô Úc như thế này đây. Hoa rất nhiều nha các bác nha. Một giò đen rô Úc như thế này, bác nào lấy thì để em để cho là 300.000 nha, 300.000 nha. Cho giò số 37. Số 37 cũng là số cuối của em nha. Mong được sự ủng hộ của các bác nha. Các bác muốn xem video tiếp theo thì các bác đăng ký kênh ủng hộ em nha. Em vẫn là Hà ở thành phố Lai Châu ạ.